fucking door. There he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 19 tháng 12 năm 2014. Hoài Hương xin kính chào quý vị. Các điều khoản của Bộ Luật Hình sự Việt Nam bị chỉ trích, giữa lúc những người bạn của Bộ Lập phát động chiến dịch đòi trả tự do cho ông. Bộ Ngoại giao Việt Nam hoan nghênh Cuba và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Mỹ vẫn thúc đẩy dân chủ nhân quyền trong lúc đẩy mạnh tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Một chiến dịch trên mạng do nhóm những người bạn của Bọ Lập phát động đã thu hút sự chú ý của dân mạng Việt Nam cả ở trong lẫn ngoài nước. Giữa lúc Viện Kiểm sát loan báo đổi tội danh đối với chủ trang blog Puechua là nhà văn Nguyễn Quang Lập, từ điều 258 của Bộ Luật Hình sự là lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm hại các lợi ích của nhà nước, sang điều 88, vốn vẫn đi kèm với những bản án nặng nề hơn. Trang Facebook của những người bạn của Bọ Lập đưa tin, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn lệnh tạm giam 3 tháng đối với nhà văn Nguyễn Quang Lập và khởi tố ông với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Việc blogger Bọ Lập vẫn tiếp tục bị giam giữ, một lần nữa lại khơi dậy sự chú ý của quốc tế tới các điều khoản của Bộ Luật Hình sự Việt Nam thường được dùng trong các vụ bắt bớ blogger và giới bất đồng chính kiến. Ông Benjamin Ismail, Giám đốc phụ trách Ban Á Châu Thái Bình Dương của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới RSF, nói đó là dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam nhất quyết đàn áp các tiếng nói bất đồng. Article 258, T8 and 79. Điều 258, điều 88 và điều 79 của Việt Nam vẫn tiếp tục được dùng như những công cụ để chính quyền tố cáo, bắt giữ và kết án các blogger trên khắp Việt Nam. Chúng tôi coi hành động đó nói lên mục đích của nhà cầm quyền, nhất quyết đàn áp mọi tiếng nói bất đồng. Nhiều người đã vào trang Facebook của những người bạn của Bọ Lập để bày tỏ quan điểm ủng hộ blogger Nguyễn Quang Lập. Họ nói rằng nhà văn này không có tội và bị bắt giữ trái pháp luật. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ mới đây, ông John Sifton, giám đốc Ban Vận động Ban Á Châu Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch cũng có nhận định sau đây về các điều khoản vẫn được chính quyền Việt Nam sử dụng để bỏ tù các nhà báo độc lập. Điều 258, điều 88 và điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam là những điều khoản luật pháp không phù hợp với luật pháp quốc tế. Blogger Nguyễn Quang Lập bị bắt từ hôm 6 tháng 12 năm 2014. Lý do bắt ông thoạt tiên dựa trên điều 258 rồi đổi qua điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam chắc chắn sẽ còn gây nhiều sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế trong những ngày sắp tới. Tin Hoa Kỳ và Cuba loan báo sự nối lại bang giao sau hơn 50 năm bị gián đoạn đã được Việt Nam hoan nghênh trong một cuộc họp báo thường lệ của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm qua. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng, Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã đưa ra phát biểu vừa kể khi trả lời Thông tấn xã Việt Nam hỏi về quan điểm của Hà Nội đối với tuyên bố chung của Mỹ và Cuba về việc bình thường hóa quan hệ bang giao. Bà Thu Hằng nói rằng, đây là một tuyên bố có tính cách lịch sử, sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân của hai nước. Bà Thu Hằng nói, chúng tôi xin trích, đây là bước khởi đầu cho việc tiến tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa hai nước, đem lại lợi ích chính đáng cho nhân dân Cuba và Hoa Kỳ, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác tại châu Mỹ và trên thế giới. Lên tiếng tại thủ đô Washington hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cũng nhắc tới Việt Nam khi phát biểu về thay đổi chính sách đối với Cuba của Hoa Kỳ. Báo South Florida Caribbean News của Mỹ hôm nay trích lời Ngoại trưởng Kerry nói rằng như trong trường hợp Việt Nam, thay đổi quan hệ với Cuba sẽ đòi hỏi chúng ta phải đầu tư thời gian, nhiều cố gắng và nhiều tài nguyên. Ông nói bước hành động hôm nay phản ánh tin tưởng mạnh mẽ của Hoa Kỳ rằng những sự rủi ro và cái giá phải trả để lật ngược xu hướng hiện nay thấp hơn nhiều so với những rủi ro và những cái giá phải trả nếu tiếp tục không làm gì cả và duy trì tình trạng bế tắc về bức tường ý thức hệ do chính chúng ta dựng nên. Ngoại trưởng Mỹ cho biết Tổng thống Obama đã đề ra những bước hành động để thay đổi quan hệ Mỹ-Cuba và cải thiện đời sống của dân Cuba từ năm 2009 bằng cách nới lỏng những hạn chế đối với lệnh cấm du hành và các hoạt động chuyển ngân
do cộng đồng Cuba ở Mỹ gửi về nước để giúp đỡ thân nhân. Ngoại trưởng Kerry nói với tuyên bố hôm qua, Tổng thống Obama cam kết sẽ đẩy mạnh các nỗ lực nhằm vạch ra một hướng đi mới cho quan hệ giữa hai nước. Ông Kerry nói hướng đi mới đó chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng là một bước không chỉ dựa trên thiện chí mà trên niềm tin vững chắc rằng đây là cách tốt nhất để mang lại tự do và cơ hội cho nhân dân Cuba và cùng lúc cổ vũ cho các lợi ích an ninh của Hoa Kỳ và quan hệ hợp tác với châu Mỹ Latin và thế giới. Dân số Việt Nam đã vượt mức 90.400.000 người. Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam công bố hôm thứ Tư, thì kể từ ngày 1 tháng 4 năm nay, dân số Việt Nam đã lên tới 90.493.000 người, trong số đó có 45,87 triệu là phụ nữ. Thông tin này đã được công bố tại một hội nghị tổ chức tại Hà Nội hôm thứ Tư dựa trên các kết quả của cuộc kiểm kê dân số Việt Nam. Tờ Sinh Hòa của Trung Quốc dẫn lời ông Arthur Erkin, đại diện trưởng của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc nói rằng, với những thay đổi về dân số như vậy, Việt Nam phải đề ra những chính sách thích hợp trong các lĩnh vực giáo dục, nhân dục và an sinh xã hội. Cũng theo kết quả kiểm kê, 33,1% dân số Việt Nam sống tại các khu vực thành thị và 66,9% tại các vùng nông thôn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho hay, Washington sẽ vẫn mạnh mẽ lên tiếng bênh vực các quyền tự do của người dân Cuba sau khi ông loan báo quyết định tiến tới bình thường hóa quan hệ với Cuba và mở đại sứ quán trên đảo quốc cộng sản này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ABC News, Tổng thống Obama nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiện diện ngoại giao tại Cuba. Ông nói Hoa Kỳ sẽ ở vị thế tốt hơn để có thể ảnh hưởng tới các nước toàn trị độc đảng khi có một vị đại sứ tại chỗ. Nhà lãnh đạo Mỹ nói đã tới lúc nên mở ra một chương mới trong quan hệ với Cuba. Tổng thống Mỹ nói kinh nghiệm 50 năm qua cho thấy cô lập hóa nước này không mang lại kết quả và đã tới lúc phải áp dụng phương thức mới. Về phần Cuba, Chủ tịch Raúl Castro đã đọc một bài diễn văn công khai tại La Habana. Ông nói Tổng thống Obama đáng được người dân Cuba tôn trọng và công nhận. Ông Castro kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận mà ông cho là đã ảnh hưởng rất nặng nề tới Cuba. Tổng thống Obama cho biết các quan hệ thương mại và hoạt động du lịch sẽ được khởi động, nhưng cần phải thương thuyết thêm với Quốc hội Hoa Kỳ về việc chấm dứt chính sách phong tỏa kinh tế đối với Cuba. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mở một cuộc họp báo cuối năm hôm thứ Năm và trả lời những câu hỏi về nền kinh tế Nga, cuộc khủng hoảng ở Ukraine và mối quan hệ giữa Nga với phương Tây. Về nền kinh tế đang lao đao của Nga, ông Putin chấn an và bày tỏ tin tưởng rằng nền kinh tế sẽ phục hồi và đồng rút sẽ mạnh lên trở lại. Ông nói dự trữ ngoại tệ của Nga đủ để giữ cho nền kinh tế trong tình trạng ổn định. Ông nhấn mạnh nền kinh tế Nga có thể hồi phục nhanh hơn nếu các yếu tố bên ngoài được cải thiện, nhắc tới những biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga vì vai trò của nước này trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Về cuộc khủng hoảng này, Tổng thống Nga nói ông muốn Ukraine duy trì là một thực thể chính trị. Ông bày tỏ hy vọng rằng cuộc khủng hoảng sẽ được giải quyết bằng các cuộc đàm phán hòa bình. Đồng rúp vào sáng thứ Năm đã tăng giá trước khi Tổng thống Nga đọc bài diễn văn của ông. Hôm thứ Ba, đồng rúp đã sụt xuống mức thấp chưa từng thấy, khiến cho Ngân hàng Trung ương Nga phải có biện pháp quyết liệt để bình ổn. Đồng rúp của Nga đã mất gần 60% giá trị so với các chỉ tệ chính khác ở Tây Phương. Hoa Kỳ đã xác định rằng Bắc Triều Tiên đứng sau cuộc tấn công tin tặc vào hãng Sony và hãng này đã phải hủy công chiếu bộ phim về một âm mưu giả tưởng ám sát lãnh tụ Kim Jong-un của Bình Nhưỡng do lo ngại về những lời đe dọa của tin tặc. Các giới chức Mỹ không nêu danh tính cho hay các nhà điều tra đã liên kết Bắc Triều Tiên với các cuộc tấn công tin tặc. Vụ tấn công quy mô lớn này đã làm rò rỉ hàng chục ngàn tài liệu và leo thang thành những lời đe dọa tấn công khủng bố chỉ vì bộ phim The Interview. Hiện chưa rõ kết luận của các nhà điều tra được dựa trên cơ sở nào và cũng chưa biết Tòa Bạch Ốc sẽ ứng phó ra sao. Hôm qua, công ty Sony loan báo hủy dự định công chiếu bộ phim vào ngày 25 tháng 12 sau khi một số rạp lớn quyết định không chiếu bộ phim này. Hiện Sony chưa có kế hoạch công chiếu phim The Interview. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết là không có nguồn tin tình báo đáng tin cậy nào, cho thấy là có một âm mưu thực sự sẽ tấn công các rạp chiếu phim. Tổng thống Barack Obama cũng hạ giảm tầm quan trọng của lời đe dọa này.
Ông nói, theo đề nghị của ông, thì dân chúng cứ việc đi xem phim như bình thường. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Công nghệ in 3 chiều hiện đang được áp dụng cho tim của người, nhưng không phải là tạo ra một trái tim mới, mà là tạo ra một mô hình giống y như trái tim thật. Công nghệ mới này có thể giúp các bác sĩ giải phẫu hiểu rõ hơn tình trạng của bệnh nhân trước một ca phẫu thuật. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Em bé sơ sinh này vừa được phẫu thuật tim. Bác sĩ tim mạch Matthew Bramlett cho cha mẹ em bé xem mô hình in 3 chiều hướng dẫn ca mổ. That's his actual heart. Like you're holding his heart. Đó chính là mô hình trái tim. Có thấy cái lỗ ở ngay giữa hai ngăn chính bơm máu không? Các bác sĩ giải phẫu thường sử dụng những hình ảnh kỹ thuật số để nghiên cứu trái tim ở từng chi tiết nhỏ nhất. Bác sĩ Matthew Bramlett tạo ra những mô hình giống hệt như những hình ảnh đó tại khoa y học của trường Đại học Illinois, nơi ông làm chủ nhiệm chương trình MRI, bệnh tim bẩm sinh. Tại một hội nghị của Hiệp hội Tim Hoa Kỳ, ông nói những mô hình tim 3 chiều có thể cho thấy những khuyết tật không dễ nhìn thấy trong hình ảnh. Dù biết là có khuyết tật, chúng tôi vẫn không thể chỉ ra trên hình ảnh, nghiên cứu mô hình. Bác sĩ có thể xác định được điều đó và thay đổi ca mổ. Nó giúp tiết kiệm thời gian. Trong tương lai, dựa vào thông tin đó, chúng ta không phải dừng trái tim lại và cân nhắc những lựa chọn. Cách thức hoạt động như sau. Một ảnh chụp cắt lớp CT, ảnh chụp MRI và các dữ liệu khác được gửi tới một máy in 3 chiều để tạo ra bản sao của trái tim trong một khuôn bằng thạch cao hoặc sứ. Máy in sau đó tái tạo trái tim từng lớp một. Bác sĩ Bramlett kinh ngạc về độ chi tiết của trái tim in 3 chiều. Đây là trái tim của trẻ sơ sinh, và nó nhỏ cỡ bằng quả trứng gà. Tôi biết là công việc của bác sĩ phẫu thuật rất đáng kinh ngạc. Nhưng khi tôi ngồi đây và ngắm nghía trái tim này, tôi vẫn không hiểu rõ vì sao mà họ có thể làm được một việc tài tình như vậy. Bác sĩ mổ tim Kathy Maliato cảm thấy thuyết phục với công nghệ này. Bà nói bà hoan nghênh mô hình 3 chiều trở thành một phần trong hoạt động phẫu thuật của bà. Cấu trúc rất phức tạp này có muôn hình vạn trạng về mặt giải phẫu. Khi tôi mổ cơ thể người, việc tôi có thể cầm nó trong tay và lập kế hoạch ca mổ dựa trên những gì tôi thấy được, chạm vào được và cảm nhận được. Đối với tôi, đây là thứ có thể thay đổi cục diện trong một ca phẫu thuật và cứu được mạng người. Bác sĩ Matthew Bramlett đang tiếp tục khám phá công nghệ này và đã cộng tác với Viện Y tế Quốc gia để xây dựng một thư viện tham khảo 3 chiều, có những mô hình và hình ảnh mà mọi người có thể học hỏi tra cứu. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt và các thiết bị di động với ứng dụng miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về voabạnlambao@gmail.com. Hoài Hương xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.